Xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồng hồ Quang Lâm. Và ngày hôm nay bên em có về được với các bác một mẫu đồng hồ của thương hiệu Casio. Đây là một chiếc Casio của thị trường Nhật nội địa. Và ở đây chúng ta sẽ có hướng dẫn sử dụng cho module 5512 của Japan. Đây là một chiếc Casio EQB 800. Một chiếc hàng đã qua sử dụng rồi các bác nhé. Trên này các bạn có thể check mã là Casio Edifit EQB 800DB gạch ngang 1 AZF Và trên này nếu mà đang được bán mới thì nó sẽ rơi vào đâu đấy khoảng tầm 11 ,7 triệu 7 đến 12 triệu rưỡi là tùy từng store Đây là giá bán lẻ niêm yết của các cái store đấy các bạn Còn đâu nếu mà được niêm yết tại thị trường Việt Nam thì nó sẽ rơi vào đâu đấy khoảng tầm 14 triệu cho một chiếc hàng mới Và ở đây thì em có một chiếc hàng đã qua sử dụng lướt rồi giá là 5 triệu 9 các bác nhé Sơ qua về tình trạng chúng ta sẽ có bạn này là hàng đã qua sử dụng rồi Và các bác có thể thấy là nó đã có các cái vết sức lông mèo ở trên dây Đó Viên benzen của chúng ta thì chưa có xước Và kính của chúng ta thì cũng vẫn chưa có một tí xước sát nào Đó. Nói chung là vẫn còn đẹp lắm Bạn này thì còn khoảng đâu đấy khoảng 90% các bạn nhé Bên này có một chút sơ lông mèo Trên khóa cũng vậy Tình trạng em đánh giá đâu đấy còn khoảng tầm 90% về ngoại hình Với dòng EQB uh, 800 như thế này thì các bác sẽ có được trang bị được là pin năng lượng mặt trời và chức năng kết nối với điện thoại thông minh tình trạng thì còn ở đẹp ở mức trung bình khá và chúng ta sẽ có sai mặt đường kính của chiếc này là khoảng 45,5mm đây là ở những cái điểm chưa đo g và núm nếu đo full g và núm là 49 độ dày ở đây chúng ta có là 13,2 lắc tu lắc của chiếc này là 53,4 và với size này nó sẽ phù hợp với các bác cổ tay to tay 16.5 trở lên thì các bác đeo chiếc này nó mới đẹp được đó, và phù hợp nhất là phải là tầm khoảng 17 rưỡi. Đó. Mặt chủ đạo của chiếc này là màu đen và các cái viền đầu sắp hồ được à, trang bị màu xanh lam. Kim giờ, kim phút, hình lưỡi kiếm và kim dây là có sơn màu xanh các bác nhé. 12 bộ cọc số đính nổi này. Và trên thân kim cũng như là ở đầu các cái 12 bộ cọc số này nó sẽ có đính một chút dạ quang cho các bác để các bác có thể dễ dàng quan sát giờ vào ban đêm những cái điểm sáng lên này nó là đều là những cái điểm mà có dạ quan này các bạn dạ quan sẽ có ở trên thân kim và ở đầu 12 bộ góc số đủ để các bác sử dụng trên góc 12 giờ chúng ta sẽ có chế độ alarm lam và cái lịch thứ kim chỉ báo lịch thứ này logo của Casio Edifit lịch ngày và ở đây là chúng ta sẽ có chế, độ setting chế độ alarm. lam ở dưới góc 6 giờ này báo thức kèm với đó là kim chỉ báo năng lượng à ở bên góc 9 giờ. Trước này khi mà các bác kết nối với điện thoại smartphone thông qua Bluetooth thì nó sẽ tự động cập nhật giờ giấc. Cập nhật giờ tại thời điểm hiện tại này có giờ World Time của 300 thành phố trên toàn thế giới. Và chúng ta sẽ có ở đây là cập nhật 4 lần một ngày. Và khi mà kết nối với điện thoại thì gần như là chiếc này của chúng ta sẽ không có sai số. Còn bình thường nó sẽ sai số đâu đấy khoảng tầm 15 giây mỗi ngày. Đó phía bên kính được trang bị trên chiếc này là kính khoảng cứng chống xước của Casio các bác nhé kính mineral Crystal và ở phía bên uh, trên cái vành benzen này các bác sẽ có một cái vành benzen được sơn màu xanh và có thể đo được vận tốc tachymeter trên quãng đường 1000m ở đây chúng ta sẽ có bên hông có hai núm bên trái và ba núm bên phải núm chỉ giờ chính của chúng ta có khía cạnh và có logo Edifit của Casio mặt sau thì các bác sẽ có các cái thông số cơ bản của chiếc này có kết nối với Bluetooth các bạn nhé đầy đủ ID IC và Tusla là công nghệ pin năng lượng mặt trời sử dụng mô đun 5512 và EQB 800 là mã của cái dòng này hoàn toàn là một tép không dị này chống nước 100m này Japan Movement K in China sản xuất và lắp ráp tại nhà máy của Casio ở Trung Quốc sau đó xuất về thị trường nhật nội địa để tiêu thụ và sử dụng còn đây là các cái bốn các cái nút uh, chức năng connect này mode này reset và start Đi kèm với chiếc đồng hồ này các bác sẽ có được Ở đây là khung vỏ là bằng thép không dỉ và dây thép đúng đặc Đó hoàn thiện hai chỉ ngoài phay xước và chỉ giữa phay bóng Hoàn thiện bóng này thì nó sẽ Nhìn xước nó sẽ rõ hơn các bạn nhưng mà nó sẽ đẹp hơn Khóa của chiếc này là khóa bấm các bác nhé Rất là đẹp và chắc chắn của Casio Có logo của Casio và dòng chữ Edifit Em sẽ lên thử tay 17 cho các bác. Đây nó là những chiếc đồng hồ mà dành cho các bác thích đeo đồng hồ to, hầm hố và thể thao. Dây thì còn nguyên ở trên đồng hồ. Chưa cắt. Đó, các bác nào tay tầm khoảng 17 trở lên đeo trên này nó mới đẹp. Này. Rất khỏe khoắn. Pin năng lượng mặt trời và chuẩn chỉ có kết nối Bluetooth kèm với đó là chống nước 100 m và khung vỏ là bằng thép đúc đặc. Các bác nào mà đang tìm một chiếc đồng hồ Casio như vậy thì các bác có thể quan tâm chiếc này. Và hiện tại thì bên em đang có một chiếc này với mã là 4019 và giá là 5 triệu 900 nghìn đồng các bác nhé. 5 triệu 9. Để đặt hàng chiếc đồng hồ này các bác có thể truy cập vào website đồng hồ com ở ô tìm kiếm các bác check giúp em cái mã 4019 và giá là 5 900 000 đồng hoặc là các bác có thể liên hệ đến bên em theo các cái đầu số là 1900 này. 3468 hoặc là 0915 559 883 hoặc 0834 69 6699 và đồng hồ qua lâm xin được chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video. Và xin được hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.